biết là đây chính là con sông Hồng. Đấy, con sông Hồng nổi tiếng. Sông Hồng đón nặng Phú Sa đấy. Kêu trồng choàng choàng ở đây. Mọi người ạ. Đây là con cuốc sông Hồng. Gọi là cuốc sông Hồng. Ok anh em ơi. Em thứ ba. Tắt luật. Anh em thôi, hôm nay hành trình lên thủ đô Hà Nội đánh chim cuốc. Mang em cuốc một cục cưng lên chinh phục những đàn cuốc ở trên này. Anh em nói anh em bảo là trên này nhiều cuốc lắm. Thế là điều là nghịch lý. Đồng bằng thì lại hết chim mà trên thành phố thì lại nhiều cuốc. Thế là lại quyết định mang em cuốc một cục cưng lên Hà Nội. Lên trên này gặp phải cơn mưa. Nhưng mà thôi, đam mê thì dăm ba những cơn mưa cũng thành vấn đề. Đây, ở ngoài rìa Hà Nội đây có một cái thung đẹp quá mọi người, rất nhiều rau muống, cây bụi rất là nhiều. Đây, anh em tôi đang đến đây rồi và đã thấy cuốc kêu lại. Bây giờ tôi đặt con cuốc đây rồi. Đấy, mọi người chuẩn bị xem nhá. Đây, em đang bấy cuốc mà mưa quá mọi người. Đây là tạt té vào cái xưởng chỗ các anh ở đây ngồi tạm tí cho nó ngớt mưa. Đấy, anh em tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Ông bây giờ ra mà đánh mưa cái loa nó cháy mất. Mặc dù trời vẫn đang tiếp tục mưa nhưng mà hai anh em tôi vẫn lên đường. Mục tiêu là đi bẫy cuốc trong một cái thời gian nó ngắn. Nên là mưa gió thì anh em ăn cơm xong vẫn phải đi thôi. Nhưng ngồi đợi mưa, tạnh mưa thì lâu quá. Nên bây giờ chỉ biết là mong chờ là gặp điều may mắn xảy ra phía trước. Ui dồi ôi, mãi mới được bạn, cái thùng đẹp quá. Phải đánh trời mưa giảm được đi. Được chưa? Ui dồi ôi, mãi mới được nha. Quá ok. Em xuống cầm đi. Ui dồi ôi, sướng nhá. Đổi phai phát, đúng rồi. Phải nói phải đổi phai. Chứ còn nó có gì rình dưới nhỉ? Chứ còn nó đi lẩn ở dưới. Ừ, anh đổi sang bài số 8 phát. Quánh ngay. Ok nha, được rồi nha, đừng con rồi nha. Ok rồi, ngon rồi. Em xuống xanh đi. Đấy, chuông đã rung. Bộ quái lạ gì cái chuyện. Ồ. Khôn à, khôn không lại được với con mồi này đâu. Cũng cầm lên nè. Kéo mảnh chành. Rồi, để mình tắt loa đi. Để đánh con nữa. Phải dính chứ lại không dính. Cái loa cứ để đây, tí lại đánh tiếp. Nào, vào đây. Ui, chữ bệnh. Ui giời, béo nẫn này. Béo nẫn nần. Quá ok. Quên mất mấy cái. Quên mất anh không dặn mày này. Quá ok. Rồi. Quá ok nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Đánh được con cuốc cũng sướng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, anh em Tài nó đang sướng tái cả mũi. Cuốc ở trên Hà Nội rất sướng mọi người. Mình bảo là con này chắc chắn chết là chết. Hai anh em vừa đặt cái lên trên đường ngồi cái choang ngày, ủi dẫm cả vào áo mưa. Đi đánh trời mưa nó vướng quá. Đi xuống dưới này em ơi. Đỡ em ơi. Ăn hàng. Anh em vừa bảo là con này nhanh lắm mà. Đúng là nhanh thật. Đây con thứ hai rồi. Đây, leo trèo đèo. Tuy là Hà Nội nhưng mà ngoại thành đấy lại rất nhiều những cái khu hoang dã. Người ta làm khu dự án đấy mọi người. Con này cây bụi, cây lau, cây sậy người ta trồng. Con này quá già luôn. Con này quá già, cuốc xanh chân luôn. Em gỡ đi em. Em rơi cả con kia ra. Đây anh em tôi được hai con rồi. Ngớt mưa cái lại anh em tôi ăn hàng ngay rồi. Anh cầm con thứ hai nhá. Ui cuốc này già quá, già xanh chân. Ui cái mào kìa. Ui cái mào em ơi. Quá già luôn. Ui cái mào kìa. Sao mào đỏ thế. Ui con này ở đây lâu lắm rồi. Mày mong đợi. Em cầm con thứ hai nha anh em nha. Con thứ hai cái. Cuốc Long Biên Hà Nội nha. Hai con này. Để chuẩn bị con thứ ba luôn, thùng này luôn. Anh đánh này anh có kinh nghiệm anh biết mà. Em cầm thật chắc chắn luôn nha. Em là đi lên đi. Quá kiếm dây. Ừ, con này để tính sau. Nhìn cái mào của nó này. Nhìn con cuốc mào sợ chứ. Lù lắm rồi con cuốc mào này. Bỏ làm sao chả giữ.
rồi. Ba em nha. Quốc Long Biên Hà Nội nha. Quốc Sông Hồng chứ. Thịt thơm lắm. Đặc sản Hà Nội. Đường tắc biết. Người nhảy lên về hè đi. Đấy, anh em tôi lên Hà Nội đi bẫy cuốc mọi người. Được 3 con rồi. Bây giờ về chế biến thôi. Đấy. Ông anh bảo là bao nhiêu năm nay giờ mới được ăn thịt cuốc. Ngày xưa thì sẵn lắm. Đấy, giờ mới được ăn. Bảo là thích ăn quá. Bảo thích ăn thì thôi. Hôm nay anh em mình ăn. Bác ấy lại còn xào cái món riêng đặc riêng của bác ấy cơ. Đó là xào miến nhưng lại xào miến lạc. Quê mình thì xào miến răm. Rau răm xào miến lạc. Yên tâm. Vâng. Mỗi người xào một tác phong khác nhau. Đây là... không phải nhé bạn thân nhé mà. Đấy, hôm nay chơi quả ngược đời. Về quê để mang lên trên Hà Nội bẫy cuốc. Mày ác nên là nuôi bấy quốc như anh ấy nó có ngược đời. Người ta bảo chờ gỗ về rừng. Vâng. Thế mày ác, ác đòn. Nên là lên đây bẫy được ít quốc. Về mấy anh em chú cháu lại tập trung vào làm bữa ăn trên Hà Nội. Mọi người có thể là nghe nó hơi vô lý nhưng đúng thật, quốc Hà Nội giờ nhiều hơn quốc ở quê. Nghe rất vô lý. Quốc Hà Nội. À, quốc Hà Nội. Hai anh em chiều nay vào đi bẫy quốc ở thủ đô. Nhiều người không tin nhưng mà đúng là thực tế tin thấy. Giờ mới là tin. Rồi. À, món quốc này để mà gì là hơi gì đấy. Vâng. À. Mà ông anh là nghe chừng là cái tay nghề nấu ăn là chắc là chắn là có rồi. Vì nhìn chặt miếng thịt thì đã biết thì. Đâu, họ hỏi thôi. À, không. Không đùa được đâu. Gọi là không phải dạng vừa vừa đâu. Mà cũng không phải là dạng vừa vừa đâu. Ôi trông vậy thôi chứ tí nữa được nhiều phết đấy. Nhờ. Cái này vào mới là cái đồ này mình ăn thế thôi. Bác bảo là vừa nãy đi đường bao nhiêu người hỏi có bán không một không. Vâng. Hai anh em đi đường đi cứ. Thì ông Tài ông có giấu đi đâu. Ông cứ cầm ra dơ ra xe ai. Anh cứ hỏi có bán không một không. Bán 15 triệu một con. Thôi. 500 con thôi. 500 con thôi. 500 con là tối thôi, có món khác nha. Đấy chặt xong rồi, không là tí nữa bác xào nấu nhá. Đi vào bác xào nấu lại quay tiếp. Đấy ở trên chốc kìa. Ngon này. Ở trong chốc hộp kìa. Đây nấm hương. Ôi trời ơi. Này thì toàn đặc sản rồi. Anh gặp đúng vào đầu bếp nổi tiếng rồi. Bữa cuốc này chắc là sẵn sẽ ngon hơn bữa cuốc mọi ngày mình vẫn làm. Món ăn dân dã thôi. Món này thì đúng là không, gọi là đặc sản đồng quê. Rồi, ok. À. Vào tẩm ướp. Tẩm ướp. Mọi người ơi, ui rồi. Hôm nay ngày vừa đồ, gặp phải đúng đầu bếp nổi tiếng rồi. Thơm quá, thơm quá, quá. Ui, thơm quá. Ây, cuốc, thịt cuốc sạc. Thơm quá. Cuốc Hà Nội đấy. Bí quyết của là gì mà anh cho vào gì nó thơm đấy? À. Mắm muối mì chính có gì nữa không? Thơm thế nhỉ, không chịu nói nữa. Thủ đô nó khác. À, lấy miến này à? Cuốc thủ đô rồi là ngon hơn cuốc ở vùng núi. Cuốc thủ đô đương nhiên nó phải ngon hơn rồi. Chắc anh ơi, đuôi... miến này hơi ít không? Có chế đâu. Nộm Hà Nội nhỉ? Nộm này, lạc nữa à? Lạc đây à? Tí đúng cho hết chỗ này vào. Ôi đi, xoa đi. Xoa đó, hội xoa đi. Đúng rồi. Nhắc cốp. Nhắc cốp trên phục. Ngon quá. Ui giời. Rồi. Lát nữa lên mâm mình sẽ lại quay video cho mọi người xem tiếp nhá. Hôm nay lại phải lớp. Anh em hôm nay đi đánh cuốc về tại thủ đô Hà Nội. Và đã chế biến xong tất cả các món ăn. Đen như con cuốc. Đây, đen cuốc nhưng ngon như con cuốc. Ôi giời. Đây là nhân vật chính. Nhân vật chính, đây là nhân vật phụ. Còn đây là hai xá chén. Thôi nào. Nào lên mâm mọi người nhá. Ôi, cho anh xin tí giờ nào. Đây quanh qua đây rồi. À, mọi người gọi là chúc mừng. Quốc Hà Nội ngày mưa. Và cũng là rượu quốc núi luôn. Rồi. Mời mọi người nhá, chúc mọi người ngon miệng. Ok. Như MC.
thưởng thức miếng cuốc. Thưởng thức đi. Đây là món cuốc lần đầu tiên nè mà được ông anh ông chế biến, là chế biến theo kiểu của ngày xưa nhé. Là cuốc xào miến lạc nấm hương này. Gì nữa anh? Trong này có cái gì nữa? Hành khô phi riêng lên. Hạt tiêu có không? Đúng không? Có hạt tiêu không? Quên hạt tiêu. Rồi, lỗi kỹ thuật. Cái này phải có hạt tiêu. Ai phi con cuốc gọi vào này. Cái giọng của anh người nóng ghê. Ông anh người trong Nghệ An mà bác ra ngoài này, bác lập nghiệp ngoài này. Có hạt tiêu nữa. Dạ có hạt tiêu rồi. Rồi đi lên, chúc mừng cái hạt tiêu nữa. Rồi chúc mừng lại. Được không? À nào, anh ơi, nâng ly nào, bây giờ đầy đủ gia vị, nâng ly. Thôi mời cả nhà nhá, xong là mình cũng tắt video đây, xin phép mọi người mình ăn tối. Hết luôn. Rồi, chào cả nhà. Vâng. Bác mời. Bác mời đi. Tôi còn ăn nhai chưa uống được. Hẹn gặp lại các bác nhé, trong video lần sau.